vừa qua tại trường trung phổ thông Trưng Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày hội STEM Day năm 2019. Đây là sân chơi khoa học dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, thu hút hàng ngàn học sinh, giáo viên và phụ huynh có chung niềm yêu thích về sáng tạo khoa học tham gia. Tại ngày hội, những mô hình ý tưởng sáng tạo như nhà thông minh, robot tự nâng, xe tiết kiệm năng lượng, xe vệ sinh đa năng, ý tưởng khởi nghiệp, sản phẩm từ vật liệu tái chế, thân thiện môi trường được các bạn học sinh mang đến trưng bày, biểu diễn cũng như trải nghiệm. Tham gia ngày hội, các bạn học sinh còn được trải nghiệm vui chơi tại những gian hàng, lớp học STEM, các sân chơi khoa học vui. Ngoài ra, trong khuôn viên ngày hội còn diễn ra liên hoan các câu lạc bộ đội nhóm sáng tạo, dòng chung kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 14 năm 2019. Cuộc thi SobotaCon năm 2019 với chủ đề Giao thông thông minh, giáo dục STEM là phương pháp mới đang được quan tâm hiện nay. Phương pháp này tích hợp các nội dung và kỹ năng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, từ đó khơi gợi phát huy tối đa khả năng tư duy sáng tạo của các em học sinh.